Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người thuộc nhóm Pha-ri-siêu còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-siêu đứng thẳng nguyện thầm rằng: Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa vì con không như bao kẻ khác tham lam bất chính ngoại tình hoặc như tên thu thuế kia con ăn chay mỗi tuần hai lần con dâng cho chúa một phần mười thu nhập của con còn người thu thuế thì đứng đằng xa thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng lạy thiên chúa xin thương xót con là kẻ tội lỗi tôi nói cho các ông biết người này khi trở xuống mà về nhà thì đã được đền công chính rồi Còn người kia thì không Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống Còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên đó là lời chúa Thưa quý ông bà và anh chị em thân mến Chúng ta thấy ở trong cuộc sống Mỗi người có mỗi cách ứng xử và chúng ta thấy Ở trong đời sống đức tin cũng vậy Có những người thì sống một cách tín thác đầy khiêm hạ Nhưng cũng có những người vanh vang Tự đắc về những cái mình đã làm Phải dĩ nhiên Đối với Chúa Ngài luôn luôn muốn chúng ta học ở nơi Ngài Sự hiền lành và khiêm nhượng trong lòng Vì thế mà hôm nay Chúa cho chúng ta thấy hai cái hình ảnh của hai con người đến đền thờ để cầu nguyện người vân đi siêu thì tự hào kể ra biết bao những cái thành quả mình đã làm như là ăn chay như là làm việc bố thí như là sẻ chia những cái thu nhập của mình và sống với những cái cho rằng mình tạo hạnh không tham lam không sân si rồi chỉ vào người thu thuế để nhận xét rằng tôi không giống như người kia bởi vì đối với người Pharisêu người thu thuế là người tội lỗi và đấy cái hình ảnh của con người kiêu ngạo và và một con người mà luôn tự thấy mình làm được chuyện này làm được chuyện khác thì đồng thời cũng lại cho thấy ở bên dưới đó đây là một hình ảnh của một con người luôn tìm để xét đoán người khác nhận định người này xét đoán người kia trong khi đối diện với người pharisee thì lại có một người thu thuế cũng đến và cầu nguyện ông ta ở đằng xa cúi sấp mặt xuống không dám ngước lên và thưa với chúa rằng lại chúa con là người tội lỗi xin chúa xót thương con và sau đó chúng ta thấy Chúa Giêsu nói thật là cái người đó đã ra về thì họ đã nên công chính bởi vì họ đã đi vào trong cái tương quan của khiêm hạ biết nhận ra mình là con người bất toàn và khiếm khuyết và không dám nhận định người khác ngoại trừ nhận định về chính mình là con người bất toàn hôm nay Chúa cũng đang muốn chúng ta hãy trở về với chính mình buổi chay là cơ hội chúng ta sám hối và quay trở về xé lòng đừng xé áo. Nghĩa là chúng ta quay trở về với con người thật của chúng ta và thấy rằng chúng ta chỉ là con người bất toàn và khiếm khuyết thôi. Xin Chúa rủ lòng xót thương và xin Chúa cho chúng ta có một cái sự khiêm hạ biết nhận ra mình là con người bất toàn, khiếm khuyết để cạnh vào lòng xót thương của Thiên Chúa. AMEN